âm nhạc là một đề tài muôn thuở của nhân loại. Vâng, em bé khóc chào đời với tiếng oa 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 run trên vành môi và đến khi lìa trần vẫn tiếng nấc ấy cứ nghẹn lời trước lúc đi xa. Vốn dĩ sở trường âm nhạc đã cuốn hút tôi từ bao giờ mà cứ bùng trùng theo tháng ngày, bước chân ngang qua sợi nắng vương nhẹ lên bờ vai cậu học trò ngồi trên ghế nhà trường, rồi là chàng sinh viên cứ ấp ủ mãi theo tiếng vọng thời gian bằng những âm thanh trầm bổng vang lên những giai điệu của thiên đường, xứ sở, tình yêu. Quang Đậu muốn nói đến nhạc sĩ Nguyễn Huy Nhân, một tài năng rất có bản lĩnh và năng động trong mọi lĩnh vực hiện hữu. Khi đã thực hiện hoặc nhận bất cứ một vấn đề gì, luôn vững vàng niềm tin và tràn nhựa sống. Có thể nói đây là một nhạc sĩ không chuyên, là một giáo viên dạy dỗ các em thiếu nhi trở thành người có ích cho xã hội, dệt nên chiếc nôi tương lai cho thế hệ mai sau. Ôi, quả là tuyệt vời, vâng, vẫn là mái trường, ấm áp tuổi thơ, vọng âm giai điệu tuổi học trò, ở ngôi trường trên mảnh đất này tươi sáng. Nắng xuân về dệt mộng đẹp quê hương, một ngàn đồi xứ mùi nê tắt vàng. Thưa quý khán giả, anh Nguyễn Huy Nhân vốn là giáo viên dạy nhạc tại trường tiểu học Lương Sơn 2, huyện Bắc Bình. Ngoài thời gian giảng dạy, anh cũng dành nhiều thời gian cho việc sáng tác. Và thưa quý vị, tình yêu thương mái trường cũng như là tuổi học trò đã là chất xúc tác để cho nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều ca khúc đáng yêu về thầy cô và tuổi học trò. Mời quý vị cùng thưởng thức. Ngoài vai trò là giáo viên dạy nhạc ở trường tiểu học Lương Sơn 2, huyện Bắc Bình, anh Nguyễn Huy Nhân còn là trưởng nhóm giáo viên phổ thông cốt cán môn âm nhạc ba tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa. Song song với việc dạy học, anh Nhân là nhạc công, producer, kinh doanh thiết bị âm thanh, dạy thanh nhạc, dạy đàn và rất thường xuyên sáng tác. Thực sự mà nói thì lúc đầu tôi không hề có ý định học nhạc để trở thành một thầy giáo âm nhạc. Tôi muốn làm một nhạc công chuyên nghiệp, một nhạc sĩ chuyên nghiệp, làm hòa âm phối khí hoặc là làm một gì đó liên quan tới âm nhạc chuyên nghiệp. Khi đó thì hai em tôi đi học đại học ở Sài Gòn hết và tôi phải quay về để chăm sóc ba mẹ. Và cũng từ cái cơ duyên đó thì tôi đăng ký đến dạy một trường tiểu học. Tôi cũng đã nghĩ vài lần, nhưng mà chính học trò cũng đã thuyết phục tôi đi đến bây giờ. Bởi vì mỗi lần đoàn nghỉ nhìn mặt mấy em, mình không thể nào kìm nén được cảm xúc. Mình thích làm một cái điều gì đó cho các em. Mình thích truyền cái niềm đam mê của mình, những gì mình biết về âm nhạc cho các em. Truyền hết cái lửa đam mê của mình. Huy Nhân đã viết hơn 100 ca khúc, gồm nhiều thể loại như nhạc thiếu nhi, tình ca, tuổi trẻ, sáng tác bài hát cho doanh nghiệp, quảng bá hình ảnh của các địa phương. Một số tác phẩm nổi bật anh viết cho ngành giáo dục và thiếu nhi như Thầy Tôi, Trường An Phan Rí Thành 2, Ngày Về, Lương Sơn 2, Ngôi Trường Đạt Sinh, Hòa Minh, Mái Trường Dấu Yêu, Chợ Lầu 2, Mái Trường Yêu Thương. Đặc biệt ca khúc Đến Trường, tên trước đây là Trường An, là một trong hai tác phẩm của Nguyễn Huy Nhân được chọn in trên tập ca khúc Vì Đàn Em Thân Yêu, cuộc vận động sáng tác ca khúc thiếu nhi 2020 của Hội Giáo viên Âm nhạc Toàn quốc. Và đây gần như là một sở trường của tôi. Tôi thích viết cho thiếu nhi lắm. Rất là nhiều bài, các bài hát truyền thống cho các trường. Tất cả các trường mà tôi đã dạy qua thì đều có bài hát truyền thống riêng. Bài hát Đến Trường là một bài hát trong một chùm ca khúc viết cho ngành giáo dục. Thật sự là trong những cái ngày này thì đất nước chúng ta đang trải qua những cái giai đoạn rất là khó khăn. Và đang rất là, mọi người đều rất là kiên cường để mà vượt qua cái cơn đại dịch này. Thì cũng mong rằng bài hát này sẽ một cái động lực, như là một cái động lực để giúp các em nhớ rằng các em đang có một cái ngôi trường đang chờ đợi các em nhập học sau đợt dịch này. Và các em hãy không ngừng khao khát học tập, khao khát vươn lên để trở thành một những cái nhân tài của đất nước như lời Bác Hồ đã răn. Đến Trường được cô bé Triệu View, Bào Ngư, con gái của nhạc sĩ Yên Lam thể hiện. Ca khúc có lời ca tươi vui, thể hiện sự háo hức của lớp lớp học trò khi ngày ngày được đến trường gặp bạn gặp cô. Đàn chim non ca hát véo von, bước chân vui con đường đến trường. Mái trường cho em niềm khát vọng học tập, mai xây dựng quê nhà. 20 năm cống hiến cho nghề giáo, cho âm nhạc,
anh Huy Nhân được rất nhiều giải thưởng, từ các hội thi cấp huyện, cấp tỉnh đến cấp quốc gia. Có thể kể đến những giải thưởng đáng tự hào như bằng khen chiến sĩ thi đua cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng, kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền cùng loạt giấy khen cho các sáng tác góp phần tuyên truyền quảng bá văn hóa danh thắng các tỉnh thành. Là trưởng nhóm giáo viên phổ thông cốt cán môn âm nhạc, anh Nhân có nhiều cơ hội gặp gỡ các thầy cô học sinh khắp nơi. Những chuyến đi giúp thầy giáo trẻ kết nối được nhiều tấm lòng, không chỉ cùng các cộng sự tổ chức được nhiều chương trình thiện nguyện, tài trợ ra học bổng, hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh khó khăn, mà còn góp phần phát triển âm nhạc học đường. Yêu